Chào mừng các bạn đã quay trở lại với MaxChannel và mình là Thế Anh. Chúng ta đã bước vào năm 2018 thì điều đó cũng có nghĩa là người tiêu dùng này, giới công nghệ và đặc biệt là các fan của Apple thì cũng đã bắt đầu mong ngóng thế hệ iPhone tiếp theo, những thế hệ iPhone mới. Và gần đây thì những thông tin rò rỉ về những chiếc iPhone thế hệ tiếp theo của Apple thì ngày càng nhiều hơn, ngày một dày đặc và lộ diện rất là nhiều trên các trang mạng xã hội. Và sau đây thì các bạn hãy cùng MaxChannel chúng ta sẽ đến với một chiếc iPhone có màn hình 6,1 inch mà sắp tới Apple sẽ cho ra mắt. Nhà phân tích Minh Chi Kuo của KGI Security thì vừa qua đã tung ra một cái dự đoán, đó là Apple sẽ ngừng sản xuất mẫu iPhone 10, đồng thời là sẽ cho ra mắt 3 mẫu iPhone mới. Cụ thể thì theo ông, Apple sẽ phát hành một phiên bản cập nhật của mẫu iPhone 10 với một mẫu iPhone có màn hình OLED là 5,8 inch, một mẫu iPhone khác có màn hình OLED lớn hơn cỡ 6,5 inch, hay chúng ta có thể gọi là mẫu iPhone X Plus, và một mẫu iPhone khác tầm trung với màn hình là 6,1 inch, trang bị các tính năng và đặc điểm tương tự của iPhone 10 và iPhone 8. Theo The Verge thì chiếc iPhone 6,1 inch tầm trung này sẽ có khung nhôm tương tự như là mẫu iPhone 8 thay vì là khung thép không rỉ giống như ở trên mẫu iPhone 10. Đồng thời là mặt lưng của chúng cũng sẽ được làm bằng nhôm thay vì kính. Và năm ngoái thì toàn bộ những mẫu iPhone đều được trang bị mặt lưng bằng kính để có thể hỗ trợ công nghệ sạc không dây. Rõ ràng thì mặt kính thì sẽ đẹp hơn nhưng mà độ bền sẽ cao hơn so với mặt nhôm. Và nhiều fan của Apple thì tỏ ra là sẽ ưa thích cái mặt nhôm hơn. Viên pin cũng được thiết kế giống như là viên pin tiêu chuẩn và pin thì sẽ có hình chữ nhật chứ không phải là các loại pin nhỏ được xếp thành chữ L như là giống iPhone 10. Nghĩa là chiếc iPhone mới này sẽ có mang nhiều nét tương đồng với chiếc iPhone 8 và 8 Plus hơn. Như đã đề cập thì mẫu iPhone mới sẽ có màn hình là 6,1 inch. Tuy nhiên thì thay vì sử dụng tấm nền OLED thì màn hình của mẫu iPhone mới này sẽ được trang bị là màn hình LCD. Màn hình của chiếc iPhone tầm trung này được thiết kế với chi tiết là giúp mở rộng không gian hơn, hoàn chỉnh với tính năng dò tìm khuôn mặt Face Detection, cũng như là sẽ vẫn được giữ nguyên trang bị đầy đủ tính năng như là Face ID tương tự như chiếc iPhone 10. Và do đây được coi như là một mẫu iPhone giá rẻ, chính vì thế nên nó sẽ bị cắt giảm bớt đi một số tính năng cao cấp, như là sẽ chỉ có một camera ở mặt sau thay vì là một hệ thống camera kép như là trên iPhone 10. Và máy thì sẽ cũng không có cảm biến 3D Touch hay là cảm biến vân tay Touch ID. Về phần cấu hình thì hiện tại vẫn chưa có bất cứ thông tin chi tiết nào về những thông số kỹ thuật của máy. Tuy nhiên thì có một số thông tin dò dỉ cho rằng là máy sẽ được trang bị RAM là 3GB thay vì là 4GB. Và chắc chắn thì so với những mẫu iPhone trước thì máy sẽ vẫn nằm trong top những chiếc smartphone mạnh mẽ nhất trên thị trường. Về phần giá bán thì đây được kỳ vọng sẽ là một điểm nhấn của máy, khi mà chiếc iPhone 6,1 inch nó có giá từ 700 cho tới là 800 USD chứ không phải đạt đến mức là 999 USD như ở chiếc iPhone 10. Thiết bị này sẽ được dự kiến là ra mắt cùng với chiếc iPhone X phiên bản 5,8 inch mới và chiếc iPhone X Plus 6,5 inch trong thời gian khoảng giữa tháng 9 và tháng 10 trong năm nay. Chung ghi lại thì có vẻ như là trong năm nay Apple sẽ tung ra nhiều hơn những phiên bản iPhone và hy vọng là giá bán của chúng sẽ dễ chịu hơn để những người dùng này và đặc biệt là các iFan thì sẽ có thể dễ dàng tiếp cận hơn với chúng. Và theo các bạn thì các bạn kỳ vọng gì về những mẫu iPhone mới của Apple thì các bạn đừng quên là hãy comment để lại ý kiến của mình ở phía dưới phần bình luận nhé. Và video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Các bạn ơi, các bạn hãy cùng subscribe kênh YouTube của MaxChannel để có thể cập nhật được những video hay và thú vị nhất về công nghệ cũng như là về giải trí. Nhớ bấm chuông nhá. Và đừng quên tham gia vào group MaxMobile chăm sóc khách hàng để có thể nhận được sự tư vấn nhiệt tình nhất đến từ các thành viên của MaxMobile nhé.